Hello, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay là ngày 5 tháng 7, mình tại quán ao cá đại bản danh bạn hữu đường xa Tân An Long An. Hôm nay có cái gì đặc biệt không mời các bạn theo dõi nha. Hôm nay đại bản danh mình có gì đặc biệt thì mời các bạn theo dõi. Đây xin giới thiệu các bạn, đây là bạn hữu Minh Cao, An Sương quận 12. An Sương quận 12. Của mình tâm tư tôi á, Minh Cao. Mới đồng ý. Đây mấy anh em của Tân An Long An. Rồi rồi, đây là mấy bạn hữu ở Tân An Long An đây. Em ở ao cá. Đó là bà chủ ao cá. Bà chủ á, không phải vậy. Còn đây là bạn hữu nổi tiếng là Cúc Chân Bơ. Cúc Chân Bơ. Lên YouTube luôn á. Lên YouTube luôn á. À, hôm nay bữa đầu gặp bạn hữu Minh Cao. Bạn hữu có tặng cho mình cái móc khóa đi, cái đầu chọt iPhone. Đầu chọt iPhone nhưng mà mình không có iPhone, chắc bữa sau các đợi bạn hữu nào. Cái iPhone luôn. Tặng luôn nè. Rồi rất là đẹp. Rồi cảm ơn bạn hữu Minh Cao rất là nhiều. Hùng nén qua cho thấy miếng anh Hùng. Cái bạn hữu này là tâm tê tua nè. Ủa trời lên sóng rồi. Tâm te tua quá ơi, và tâm lệ không? Anh nào cũng đẹp trai hết. Ông kính quay tới, đẩy hết về em luôn. Ngồi đó ăn đi. Mặt tiền còn đổi gì nữa, trời ơi, chị là nhân vật chính rồi. Như có hỏi anh muốn lấy nước lần lê tâm gì không? Ủa, tâm lệ trước là cướp cướp. Sao để đổi tâm lòng của lê tâm đó là thấy bụt trùng, em phải đổi lại á. Ăn không biết hai ba cái, hai ba hạt luôn. Tâm lệ nhà đâu? Để mình đốt á bả. Ở ngoài quốc lộ trên đường Châu Sổ đó. Đường 16 đúng không? Vô không có vô trong luôn không? Vô bao xa? Tới cua không? Cái loại mì ngoài ở ngoài. Vô miếng hả? Thì nó chắc biết tôi Hồng Anh đó là Hồng Em á. Cách Hùng hả? Sửa điện tử á. Không. Không hay tiệm á. Rồi tiệm mình nằm ở ngoài, ngoài đó gì cái xe của nay bà chủ đãi cơm nè, nay bà chủ đãi cơm nè, đã chưa? Wow. Có ginh chai hũ nho nho gì ra không? Hũ đi. Không ginh hũ nho ra hả? Rồi cảm ơn anh Hùng nhiều. Thôi đừng quay. Cái chính chủ nha, mặt Cúc. Chính chủ tôi đâu có dám đem vô đây. Tâm tôi có rồi. Có đâu có. Mặt sao? Em kiện à. Cảm ơn anh rồi, em kiện à. Ăn cơm nè. Ăn cơm về anh không? Có nữa hả? Ủa có. Gần quỳnh qua không ta? Anh cho em hay là anh xin? Nếu mà quốc lộ số 2 vô nhà xe nằm tôi phải xong rồi. Em cảm ơn. Thấy có cơm rồi. Vô vào. Dạ. Cơm mà hổ rồi. Đỡ 20. Lát gì không biết có bị la không. Cơm ăn. Làm đi, làm đi, đang vô trận, đang lỡ trận. Thôi, nhìn đi. Cơm ra, ra bị nó chửi. Thôi kệ, làm miếng đi. Buông máy đây đừng quay nữa. Cơm đi. Cơm con này quay lên chết à. Ăn cơm tại tài xế. Đây có bạn hũ mới ghé nữa. Hi, xin chào. Hello, hello. Trời ơi, giờ bạn hỏi đi.
Chào anh. Công ty đâu miền Nam anh? Miền Nam hả? Đó đang cắt công cắt logo nè, đó cắt logo của hội công ty miền Nam nè, chuẩn bị dán lên nè. Có anh cho em hỏi nick anh tên gì ha? Chút xíu anh cho biết. chút xíu đừng có nôn quá. Dưới này có quà là cái gì vậy? Quà là quà chính chủ mà. Ở đây em bên bộ phận bên nhất group Tân An này, bộ phận chỉ là cầm máy quay quay lại những hình ảnh của anh em thôi. To. Em khoái cái gì là to nhỉ anh? To là khoái à? Rồi, chụp hình cái đi, chụp hình đi. Chụp em luôn anh. Chờ bạn Hữu chụp giùm mình tấm hình. Cái đó là quầy. Facebook đây nè. Nó rồi, cảm ơn anh nhiều. Em lại đây. Rồi, vô ghé là có quà, ghé là có quà. Ghé có quà. Rồi, cảm ơn. Nãy nói là Hậu Thanh Du phải không? Dạ. Quang. Quang Phạm hả? Của anh nick của anh là Quang Phạm hả? Tóc căng hồi nãy nó ra luôn luôn tóc căng hả? Không có luôn, hỏi commander luôn. Công bên miền Nam. Đó, miền Trung. Hoạt động sao? Có ai xài logo nhỏ không em? Được rồi. Cảm ơn anh nhiều. Em có dán không em? Có. Cái này là nhỏ nhất rồi đó, tại ít nhỏ nữa chưa. Tại cái công nó rất là bự. Dán thôi là phải làm logo bự chứ. Đây là Hồ Thanh Du nè, đúng không? Có dán không? Đâu rồi.
cái tép của anh cái tép của anh quá thời đẹp luôn. Quay luôn á. Quá thời đẹp luôn. Luôn. Dạ rồi cảm ơn anh. Đó. Cái gì? Vậy là biết điểm mà. Thôi dạ. Chạy công mà có mệt quá thì qua đây nè. Đúng rồi. Kế bên đây có cái công viên. Đậu luôn. Công viên đậu được mà không mập. Đấy, xe tải lớn rồi hay chổng bỏ lúa này nọ qua thì đầu ngay chỗ cái xe đó. Điện lại rồi. Nhắc đây nhắc đây. Để em điện lên cho. Điện gặp anh. Rồi bye bye anh nha, hẹn ngày gặp lại. Lên YouTube nữa hả? Lên luôn à. Đang giờ đúng.